Xin chào mọi người, chào mọi người đã quay trở lại với tập tiếp theo của Shogun Showdown, một tựa game chiến thuật theo lượt, đồ họa pixel, siêu hay, siêu cuốn, siêu đỉnh. Thì trong tập trước thì nó cũng là cái tập khá là dài ấy, mà tôi cũng đã đi qua chinh phạt nhiều những cái vùng đất khác nhau và cũng đã mua mình những phụ kiện mới. Thì trong lượt chơi này thì mình sẽ thay đổi một xíu là mình sẽ chọn một cái nhân vật Ronin đi ha, tại vì mình đã có một cái thời gian không thành công lắm với nhân vật này. Bây giờ muốn thử lại và để xem thử xem là lần này mình sẽ chơi như thế nào nha mọi người. Chúng ta cũng bắt đầu thôi. Đối với cái ví dụ như mà tôi đến mà theo tôi nha, thì thời điểm này nói chung cũng dễ thôi, dịch chuyển ở phía sau. Thôi thua rồi. Đẩy ra sau. Xiên 2. Đứng đợi. Đẩy ra phía sau. Và tiêu rồi. Tại giờ mất 2 máu. Chính thức quá. Chọc 2. Đùi ra. Xong. Sao tiếng nhạc hơi to đúng không ta? Tôi chỉnh tiếng nhạc lại một xíu. Audio. Ok. Tại vì tôi sợ cái tiếng của tôi nó hơi to. Ok, tiếng như thế này là nó hợp lý hơn rồi. Lần trước là tôi mới mở được cái Tetsubo, là một cây gậy rất là to, nhiều đam. Nhưng mà cooldown rất là lâu. Ui, cooldown lâu ác luôn ấy chứ. Thôi thì tôi cứ gắn sẵn lệnh này đi. Con này thì tôi thấy là cái lối chơi của nó đặt rất là nặng vào cái việc là phải giữ khoảng cách. Dịch chuyển tới chọn. Không cần nữa. Chọn phát ăn hai. Chọn luôn đó chứ. Tôi nghĩ là dịch chuyển chọt là đẹp này. Combo này. Đấy. Lướt ra làm trước. Lùi ra sau đi. Chọt ra trước đã. Tôi tự tính. Lùi ra sau. Ây da. Dịch chuyển. Chọt có đẹp. Lướt lên sau. Bóp. Chọn gái. Bây giờ nhá. Lướt ra sau bước đi. Lướt. Bùm. Giết 3. Combo 3. Quá hay. Trừ 2 cooldown. Trời ơi, vũ khí nào của mình cũng cooldown lâu bỏ ra luôn ấy, lâu bỏ sừ ra luôn ấy. Nói chung là cái cây này mình thấy rất là mạnh, nhưng mà cooldown rất là lâu, cho nên là mình đang không thực sự là thích cái cây này lắm. Cho nên là mình sẽ quyết định là mình giảm bớt hồi chiêu của nó đi cho nó đỡ. Có máu trước đã. Bon cái đầu.
phía sau. Mọi hay này. Chọc một phát. Cái này tôi thấy là cái combo này khá là mạnh nha. Là nếu mà đi Ronin thì cầm cái Tetsubo này cũng khá là mạnh. Nếu mà một đam mà cộng một cooldown nữa thì tôi thấy tôi quá trời cooldown rồi. Trời ơi, thôi, thêm một cái nữa đi, cộng một đam, cái này hay này. Cái này được này. Quyết định là tôi sẽ nâng cái cây thương của tôi lên cộng một đam. Hay cây giáo đấy. Damage upgrade và warring shop, cooldown upgrade và warring shop. Dancer shop, warring đi, tăng đam đi. Cộng một damage form. Cái này là dành cho những cái người đánh từ tầm xa, cho nên là bản thân mình thì mình không có đánh từ tầm một cái tầm đánh xa ấy. Nên mình sẽ nâng cái giáo của mình lên chọt đau hơn, tại vì cooldown nó rất là lâu rồi, cho nên là mình muốn là nó phải tăng đủ một cái lượng đam nó đủ nhiều để xứng đáng với cái thời gian hồi chiêu của nó. Ví dụ như là có thể một chọc đi hai luôn. Đuổi ra sau. Bình thường nếu mình chọc trúng thằng này thì ta le ra đằng sau nó là hợp lý. 1, 2, thằng này nó sẽ đi ra đằng sau. Đẩy ra đằng sau, đó chưa. Bon. Oh, cái này mạnh thật, cái này mạnh thật mọi người. Ở đây có shop turn, cái này mới này. Turn around, mua cái này mình mua tập trước luôn. Rồi turn around là mình xoay đầu lại và đánh trả cái những cái đòn đánh, những cái đứa đánh xung quanh. Và nếu như mình free play, tức là mình bỏ cái này lên, mình có thể bỏ cái này lên mà không tốn bất kỳ một cái lượt đi nào hết. Tại vì mấy mọi người chưa biết là mọi người kéo thả những cái miếng như thế này lên trên cái thanh của mình, thanh hành động của mình ấy. Thì mình sẽ ấy. Thật ra là bây giờ nãy giờ mình những đòn tấn công của mình đều rất là nhiều những cái cooldown đó, mình sẽ chọn một cái đòn tấn công ngắn, ít cooldown để nó dễ phù hợp hơn với chiến thuật mà mình đang tin tưởng. Chiến thuật tôi chơi nó chém ở đây đúng không? Đứng đợi. Đấy. Thì tôi sẽ lên là 1, 2. Thật ra là nếu mà tôi dùng cái đòn đánh đấu thương với nhau à. Đường ra sau. Chọc phát chết hai. Đẹp. Cộng một upgrade slot và trừ một cooldown. Bây giờ này, cái này mới là khó nghĩ này. Tại vì giữa cây thương với cây Tetsubo này, cái thương này thì mình đã từng chơi rồi. Và cái video này mình muốn gọi là muốn thể hiện nhiều hơn với cây Tetsubo này. Nên là tôi sẽ quyết định là tôi nâng cấp cái Tetsubo. Ewild the Impaler. Combo 1,
2, 3. Đây. Thực ra là như vậy là ok rồi. Đấy. Khá là mượt mà đấy chứ. Được đấy chứ. Bây giờ cái cây Tetsubo đúng không? Bây giờ nếu mình nâng thì mình cũng sẽ bị mất thêm một cooldown nữa. Cho nên là một cooldown mình sẽ dành cho thôi. Tetsubo này mình nghĩ là cần 5 cooldown đấy, tại vì cây này rất là mạnh. Không phải là đùa đâu. Enchant upgrade và combo shop. Enchant đi. Poison cộng 2 cooldown. Uống bình máu trước đã, lấy lại bình máu này, flip all enemies và poison. Cái này bây giờ đúng không? Hết tiền rồi. Cẩu thật chứ, tại sao? Permanently add, cộng vĩnh viễn vào đây. Chán thì trước, nó không là mình đủ tiền rồi. Thôi thì bán cái này. Upgrade cái chùy của mình lên cái chùy độc luôn. Lỡ rồi. Mua luôn đi, combo shop upgraded. Thôi. Kill 1, triple combo kill. Ui, cái này cũng khó lắm. Chưa chắc là mình đã ăn được luôn nữa. Cái chùy này nói chung là cũng mạnh rồi đó. Cứ chọc nó trước đã. Bùm. Lùi ra. Chọc biến hình. Bùm. Bay qua tới đây. Ây da, con này nó bị một cái là nó khó thể mà nó lần sau. Con này là một con đánh cũng ra gì đấy. Không đùa đâu nhá. Lùi ra. Bòn. Ây da, bấm nhầm nút rồi. Combo 3. Yes sir. Trừ 1 cooldown. Vũ khí của mình cái nào cũng rất là nhiều cooldown. Cho nên là tôi trừ cooldown xuống. 4 máu đập mà có độc nữa thì rất là tuyệt vời. Ây da, con bị chọc trúng rồi. Con hồi lại máu đi. Lùi. Đâu được mà.
không cần một kill á. Không bỏ vậy cũng được rồi. Chưa một cooldown mà. Thôi cho cái cơm khói này vô. Upgrade cộng một. Cộng một bông khói mạnh hơn. Dạ, vẫn bị chọt trúng á. Nếu mình ta le qua đây mà nó chết luôn thì không nói. Ây da, mình tính tát sai nước đi rồi, mình hơi bất cẩn một xíu. Tát tu cam thôi, về lại nơi chốn xưa thôi. Nói chung là nhân vật này thì cũng không dễ chơi lắm đâu mọi người. Nhưng mà cái Tetsubo rất là mạnh. Chỉ có một cái điểm yếu lớn nhất ấy là nó tránh ở phía trước và nó cooldown rất là lâu. Cho nên là đây là một cái nhân vật không có đòn tấn công tầm xa, cho nên nó phải phụ thuộc vào... Tức là nếu mà nói là nó không có tấn công tầm xa cũng không hẳn. Nhưng mà để mà nói là đòn tấn công của nó nhiều nhất vẫn là 2 ô. Cho nên là nó vẫn là một cái con có cái tầm đánh rất là giới hạn. Cho nên là khó để mà thực sự là có thể mình làm chủ được. Khó để mình thực sự là mình làm chủ được cái bộ kỹ năng của con tướng này. Mình thấy phép rồi mọi người. Mình cũng ít chơi mấy cái phép thuật ấy. Tại vì các bạn nếu mình cho bạn này lên, cho một nhân vật của mình vào và nó có thể gây ra được một cái lượng sát thương tương đối ngay từ ban đầu, bởi vì cái tầm đánh nó rất là ổn ấy. Tầm đánh nó rất là ổn định, cho nên là về cơ bản là không có gì để chê cả. Bye.
tức là một phần nó cũng bị giới hạn đi cái tầm đấm nhất định, cho nên là cũng không thể nói là con này không có tầm đánh, nhưng mà tầm đánh nó cũng bị giới hạn bởi cái cây thương này. Đây rồi, combo mới, sát thương là siêu siêu đỉnh. Đóng băng kẻ địch trong vòng 3 lượt và cộng 2 cooldown. Ui, vũ khí mình quá nhiều cooldown rồi, nói thật đấy. Không lên. Trừ 2 cooldown, hay quá anh ơi. Thật sự luôn ấy. Thích lắm đấy. Trừ 2 cooldown thì cái này xuống còn lại 5 cooldown. Là nó đồng đều lại với tất cả mọi thứ, nhưng mà thôi. Cứ trừ 2 cooldown với cái cây thương của mình thì chắc chắc. Cooldown upgrade và combo shop enchant upgrade, tức là enchant thì sẽ cộng thêm sát thương ấy. Curse damage khá là hay nhỉ. Edamame brew gain a shield with flip or enemies. Cái thương bị nguyền rủa ha, vậy đi thì nãy mình mới trừ 2 cooldown, giờ mình cộng 2 lại. Cái thương mình nó sẽ mạnh hơn. Không sao đâu mọi người. Hơi tốn tiền xíu nhưng mà không sao đâu mọi người. Lùi lại. Ơ thôi, thay mẹ rồi. Ai đời. Ây dạ, nó vẫn chọt mình được kìa. Thôi, đi rồi. Không sao cả. Bày màu. Ui à, đầu thế. Nửa máu luôn hả chứ. Khó vậy. Trời ơi. Đây rồi. Đòn tấn công tầm xa. Tôi cần thứ này. Tôi chọn cậu. Thôi, đi rồi. Thôi rồi, ta đã sáng nhau. Chùi hết máu rồi trời. Thật sự đúng là chơi gì. Khó đấy. Đây là một con khó để mà master được đấy. Ây da. Ôi ôi, cứu tôi rồi. Thôi chết tôi rồi. Không còn được gì nữa đâu. Chọn nó đi, đúng rồi. Chọn nó. Chọn nó đi, đúng rồi. Bạn giỡn hả tôi? Bằng đấy, thấy gì chưa, trừ một cooldown. Ui, chắc chắn phải là cái này rồi. Cái này không trừ một cooldown thì hơi phí.
và hen. Hey. Gặt cái đầu nó liền. Sợ cái gì? Trời ơi trời. Cộng 1 đam cho bốn khói nha mọi người. Cho nó dash cho nó đầu đầu tí. Cool down upgrade và warring shop. Slot upgrade và slot upgrade đi. Nên đấy. Đấy rồi. Uông thề miên mau. Chành thủ. Trừ 1 cooldown for special move. Gain extra consumable slot. Cộng thêm một cái kho. Một chỗ cho thuốc. Mua một cái bình hồi máu. Đẹp. Đẹp khen. Đi. Cái thương bị nguyền rủa. Thấy chưa, tôi nói rồi. Gọi xuyên một được hai. Lùi. Ui dạ. Ha. Nào cũng bị mất máu rồi. Rồi nè. Dịch chuyển vô. Chọn phát. Dịch chuyển vô. Bắn cung một phát. Chọn. Rồi từ từ. Mùi ngủ mày cái. Rồi sao nữa. Bùm. Một thọc là đi. Thế thôi. Trừ 2 cooldown. Cái này nó thật sự là nó khó nghĩ đây. Cái chuyện 2 cooldown ở đây nó còn 4 rồi. Mà mình còn được free play nữa cơ. Hay đấy. Thôi, thôi chứ. Chứ con này nó bị hạn chế đến tầm xa. Cho nên là mình đang chọn giữa smoke bomb với lại arrow. Bơm khói với cả mũi tên là bắn cung à. Thôi, mũi cung đi cho chắc. Cung đi cho chắc. An toàn thôi, an toàn. Người nó sẽ không biết lùi là gì. Chua. Từ từ nha, nguy hiểm nha. Đây là cái tình huống này, thằng này một cái dịch chuyển chọc chết thằng này được luôn. Bùm. Hợp lý. Bắn cung. Xoay mặt lại. Bị thương. Bắn một bắn cung.
Lockdown nữa. À, được đấy chứ. Đọc đầu lắm. Double down xong á mà chọn vào chọn rất là đậu. Đứng ở một cái vị trí nó rất là đẹp rồi. Thực ra là đứng ở vị trí là đẹp lắm rồi. Hở máu đi, không sao đâu. Bây giờ nhá, như thế này. Cái chuỗi tấn công của tôi á là tên mà chọn. Sau đó là tê lê lên và giết được. Tổng cộng là chọn được chết 2 con, tê lê lên. Nếu thì tôi phải bắn thêm con mũi tên cái này nữa là ok. Bây giờ tôi đoán rồi. Đằng nào thì thằng này cũng chết nên là tôi sẽ chọn cái này. Cái này thằng kêu lại đi. Từ từ nha, cái này có thể là mình sẽ thực hiện tiệt chiêu bơm khói chọc. Máu đau lắm. Double strike cộng 4 cooldown. Thôi, cộng 1 upgrade slot. Đây rồi. Ai xì. Khá là đơn giản. Giữa Lightning và Grappling Hook. Cái này cũng là một cái khá là khó này. Nhưng mà tôi nghĩ là tôi nên dùng một cái trò đánh xa đi. Tại vì tôi đã nói rồi đó. Rất là khó chịu. Rất là khó khi mà mình không thể tiếp cận được. Cộng trừ 2 cooldown. Ui, chắc chắn phải là một cái món gì đó gọi là hay ho rồi. Trừ 2 cooldown. Chỉ hai cuốn trao có thể lấy cái này cũng được. Hoặc là smoke bomb. Đây là vũ khí chính của tôi thì từ nhé. Begins fight with shield wait action. They recharge an extra cooldown. Đúng rồi, khi mình đợi mình sẽ được cộng sạc nhanh thêm một đợt nữa. Thì cũng giống như là trừ 2 cooldown trên tất cả mọi cái chỉ số này thôi. Mua này. Phần còn tiền còn lại tôi đi mua bình máu. Đi tiếp. Đi đến Spirit Gateway. Trong này sẽ có một con kéo rất là khó chịu. Khó chịu ác luôn.
damage cộng 1 cooldown. Reroll cộng 1 dam thôi. Cái thương làm lát rồi nó chọt cho mà thôi. Hai khiên, hai máu à. Không bị mất máu nha. Di chuyển trước đã. Cụt. Bây giờ chọt một phát. Chọt một phát, dịch chuyển, bắn cung rồi chết hết. Thôi lần nào cũng bị mất máu rồi. Mình dở quá. Mình rồi bày máu lại. Bố mình mất máu. Còn một đam. Bây giờ là như thế này, nếu mà mình muốn tấn công á, là mình phải giết nó, đảm bảo giết nó trong lượt một lượt luôn. Trong lượt nó đi. Cái vấn đề á, dễ lắm. Giờ nếu mà mình không set up bản thân mình đi được gọi là
Nói chung cái này xuyên mình ngồi không không mình suy nghĩ một xíu là cũng ok đấy. Giảm cool down sấm sét đi mọi người. Ây da, chết tôi rồi. Từ nhé. Tessubo, thôi chọn song đao đi. Warriors gamble and combo shop và sacrifice tile và dancer shop. Thôi, Warriors gamble đi. Oh, upgrades will be randomized. Cái gì đấy? Kẻ thù rớt rớt thêm tiền nếu bị đánh combo. Được, lấy chứ. Randomize. Ngẫu nhiên một cái thôi lấy cái này được rồi, rồi không có gì nữa. Thậm chí là mình phải đánh, ý là mình không có một cái đánh phía sau ấy, mình cần đánh phía sau. À, được đấy chứ. Một thọc đi luôn, đùa. Đùa, cứ đùa thôi, cứ thích đùa thôi. Cứ vậy thôi, rỉa bạch đỏ ha. Đi chưa đi. Một thọc là đi. Rồi, xót vị trí với thằng này, đứng vô góc. Bỏ. Bắn từ xa. Rồi. Chụp điện dưới nè. Đó. Đẩy ra làm sao? Cũng vậy. Dịch chuyển tới, xoáy cái đao. À không. À mày quá nha. Mày tới nha. Bây giờ nào cũng bị mất máu chứ. Sợ là như vậy. Bây giờ nếu mình bắn trúng thằng này chết luôn, xong rồi đâu có đẩy con này qua được đâu. Mình phải giật con này chết chứ. Ôi rồi, thôi bắt đầu lắm, đứng đợi lượt. Ừ rồi, cứ đứng đó đi, đứng như vậy.
đứng không cái bạn luôn cũng được nữa. Thì bạn nằm khiêng, bạn làm mẹ, bạn làm cái đó. Đó, nằm khiêng đi bạn. Nằm khiêng cho tôi xem. Trừ 1 đam và trừ 4 cooldown rồi. Thế bây giờ mà trừ trừ 1 đam, trừ 4 cooldown đánh cái gì nữa trời. Nói thật luôn ấy. Thật sự luôn ấy là bây giờ trừ 1 cooldown rồi thì đánh cái gì nữa. Khó, không chịu. Trừ 1 cooldown thôi thì chơi chứ mà. Chơi mà, ấy quá. Đồ khói không? Không xét đi. Thôi không xét. Không xét. Giật cho nó nhanh. Giết cho nó lẹ. Đánh cho nó gọi là chiến chiến. Điếu điếu. Đấy. Cái gì chưa? Ấy chết. Ê, khó chịu quá vậy. Khó chịu quá vậy. Ây chà. Ây chà chà. Giật xét xuống đầu. Cay đó nhờ. Cay thế nhờ. Thôi, thế thôi. Chỉ là thế thôi, chỉ là thế thôi. Xét đi. Đấy. Đợi một lượt, đấy, hồi lại hết tất cả mọi thứ đã. Thì chỉ phải hay hơn không? Đúng không? Giật xét cái. Đùng. Combo 3. Combo 3. Đẩy nó ra đằng xa. Giật xét nó. Đứng đợi một lượt. Clear. Không clear nữa thì thôi. Trừ 1 cooldown. Nghĩ tên đi. Trừ 1 cooldown thì nghĩ tên đi. Thấy tôi hơi yếu yếu rồi. Yếu rồi đó. Đúng rồi. Lý chưa? Lý chưa bạn? Xét. Bảo vệ lãnh chúa. Yes sir, chính xác là như vậy rồi. Đứng đợi. Đứng đợi một lượt nữa. Giật xét. Đó, lại tiếp tục đứng đợi. Đứng đợi tiếp. Bon, đứng đợi tiếp. Và lại. Giật xét. Bùm một bạn. Bùm hai bạn. Đẩy ra đằng xa cái đã. Làm cái gì nhau. Không có đùa với bạn đâu. Bạn đến ra giùm mình. Xuất ra giùm tôi đi. Đấy. Dịch chuyển. Cái thế chân tường. Đúng, mấy chỗ combo lumbo colombo.
Đây rồi. Đánh với lại cộng 1 damage, cộng 1 cooldown. Rồi. We cover the coward. Tạm biệt. Thế thôi. Thái là chỉ có thế thôi. Thái mà đánh em là chỉ có thế thôi. Chị không có cái gì hết đâu. Chúc mừng chúng ta đã qua được chương mới rồi nha các bạn ơi. Yes sir. Cộng 2 máu gái. Trời ơi, uống máu ăn mừng anh em ơi. Uống một chút, uống một chút. Uống một chút 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 chút. Yes sir. Cái thương của chúng ta sắp lên thành thương quỷ rồi anh em ơi. Quá đỉnh quá đỉnh. Xin chúc mừng. Chúc mừng chúc mừng. Blood service. Permanently add a skill shot to this shop. Thôi mua luôn. Tôi là tôi đó, cảm thấy rất là hào phóng. Sell, mua luôn. Hideyoshi skip. Ok, mình đã qua khu vực mới nha tất cả mọi người. Đây là khu vực mình cũng chưa chơi qua bao giờ. Nhưng mà để coi thử lấy cái thằng này làm cái gì. À. Tạm biệt. Một cái tên bắn trúng hai con nhạn. Mình có con này tôi nghĩ là mình đã đứng góc. Đứng góc bao quát được tất cả mọi thứ. Mất hơi nhiều máu rồi. Chưa gì tôi thấy mất hơi nhiều máu rồi mọi người. Khá là khoai đấy nha.
chào ơi, nó cứ spawn thế này thì chơi bời cái gì nữa chứ. Khá là khó chịu đấy, khó chịu vô cùng đấy. Đẩy em ra sao, không làm gì được, đúng không? Đẩy em ra sao, không làm gì được đâu, đúng không? Giận phát chết luôn. Cùng cướp cò bắn, đùng đùng chiếu chiếu. Hay GG man. Trừ một cooldown. Nói chung là up hết rồi. Giờ chỉ còn có cái này thôi. Còn lại cái curse thôi. Up luôn đi. The Cunning à, Hideyoshi The Cunning. Ê cái gì đấy? À, teleport à. Teleport tới đây thì đuổi thôi. Ha, dạ 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 ha. Cái gì đây? Dash forward as far as possible. Tele đi. Ủa chưa đi à? Ha, tele ừ. Chửi mày, bắn mày. Yes sir. 10 điểm. Quá dữ, đánh chúa Shogun's Castle luôn mà. Shockwave còn một cooldown. Thôi, uống mình nổ cái cho nó chắc cú. Chắc cú cái. Shockwave, special move, push, inflicts one damage. Cái này là cộng 1. Cộng 1 dam nếu như mình di chuyển trong lượt. Cái này là nếu mà mình đẩy thì nó sẽ tạo gây ra 1 dam. Mất bất kể là có đẩy trúng đối thủ hay không. Shogun's Castle, man. Màn cuối. Shogun's Castle. Khó vậy ta. Cái này cái gì đấy? Swirls. À, cái thanh đao của mình nè. Ui. Ui chà, ui chù chòa mà ơi. À, anh bạn này, thế là không được rồi.
rồi, hèn thế. Đánh mà không nhùng, đánh mà không nhùng. Thôi kệ. Uống máu, chữa, bùm, bùm. Bạn đánh mà không nhùng nhá, tôi biết rồi. Chém bạn luôn. Ơi à, bạn này hay. Anh bạn này muốn đánh tôi à. Không dễ tới đâu anh bạn à. Tất cả những người đánh với tay tôi đều phải bỏ mạng. Dạ. Nguyệt rũa dash tới xoay. Nguyệt rũa dash tới xoay. Bây giờ mình phải tính cái nước đi của mình á là sao cho hợp lý. Giờ mình nguyền rủa bắn cái cung là chết. Bắn cái cung mà chọc thương rồi. Ui đàm đấy. Sát thương là blur blur đấy. Boss còn một damage, còn một cooldown, trừ một cooldown upgrade này đi. Shogun showdown. Cái tụi này có máu không vậy? Immune to ice.
giống luôn rồi cái này nè. Từ nãy con này nó có immune to freeze. Quick. Hay giết con Shogun luôn, giết Shogun luôn, hay một phẩy hai nữa hả, cái gì đấy trời. Chính giữa bàn đấu cục sóc cục xét hay là cái gì đấy. Each turn damage unit kìa. Hay quá, hai phase chết luôn. Yes sir, một máu. Clutch. Victory. 45 phút. Victory. Bạn biết chiến thắng bằng tia laser chết chóc gọi là gì không? Đây là lần đầu tiên tôi đã hoàn thành được tựa game trong 45 phút. Đây là trong đoạn màn chạy này thôi. Một cái mảnh sao? Đúng vậy. Ở ngày thứ hai, vị tướng lĩnh Shogun đã gọi cho, đã kêu để chịu gọi những cái tinh, những cái binh lính tinh nhuệ nhất của hắn để đứng ở hàng tiền tuyến. Và đó cũng chỉ là khởi đầu mà thôi. À, day 2 unlock, yes sir. Nhiều đảo mới unlock, yes sir. Oh my god, 45 phút. Mua được rất là nhiều đồ luôn này. Có Shadow Kame, Mamushi, Move và Trap. Mua luôn đi, để làm gì. Ồ, ai dạ, bấm nhầm rồi. Shadow Kame, mua luôn. Và đó là mình, đó là hành trình chơi Ronin của mình. Và đó, đúng vậy, đó là hành trình chơi Ronin của mình. Và như các bạn đã thấy đó, đây là một trong những nhân vật không phải là dễ chịu đâu nha. Nhưng mà rõ ràng là khi mà mình vận dụng được cái sự cơ động của con Ronin này về việc là chọn những cái power up phù hợp, chẳng hạn như là bắn mũi tên này, giật sét từ tầm xa này, và có một cái vũ khí tầm gần này, thì mình có thể tối đa hóa được cái sát thương mà mình gây ra, cũng như là hạn chế được tất cả những cái điểm yếu về tầm đánh mà Ronin đã và đang thể hiện cho chúng ta thấy trong cái màn chạy vừa qua. Và cái cách chơi của tôi thì tại vì tôi cũng mới chơi game này cho nên là có những cái lúc mà tôi đi sai sót. Tuy nhiên là cái việc mà chọn trang bị nó cũng là một cái vấn đề rất là quan trọng. Và đó là tất cả những gì mà tôi muốn nói. Sau khi mà bạn sử dụng
một vị lữ khách xong thì tôi thấy là như là bạn chỉ có thể đi qua day 2 với vị lữ khách mà bạn đã chọn, chứ không chọn được người cũ. Người cũ thì chỉ có như thế này thôi. Ok, và đó là tất cả mọi thứ mà tôi muốn truyền tải các bạn trong tập lần này. Cảm ơn các mọi người đã xem. Chúc các bạn một ngày vui vẻ.